Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714-487-7889. Nature Medic Fucodan, độc quyền kết hợp với AHCC, góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. TNT Cabot Tile Cabinet, chuyên cung cấp vật liệu xây dựng nội thất với giá cả thấp nhất, chất lượng nhất, 714-894-1177. Sài Gòn Bosa sang tên xe 35 Mỹ Kim, sticker lấy liền 20 Mỹ Kim, 714-622-4298. Paid for by Deidre Thu Hà Nguyễn for Assembly 2022. Thảo Yên, Hoàng Trọng Thủy trở lại với tất cả quý khán thính giả từ Cà Phê Sáng sang Thời Sự Thế Giới. Và ngày hôm nay thêm các bản tin đáng chú ý để gửi đến quý khán thính giả, mời quý vị cùng theo dõi. Thế nhưng đầu tiên vẫn là dự báo thời tiết trong ngày với Thảo Yên. Vâng, thưa quý vị và thưa anh, hôm nay đó thì gió cũng bớt rồi, nhưng mà nhiệt độ thì vẫn khoảng là 68-69 độ, nhưng mà buổi tối thì bắt đầu xuống dưới 50 độ rồi thưa quý vị. Tối hôm nay còn có 45-47 độ thôi, khá lạnh. Nhưng mà qua đến ngày mai đó thì thứ sáu với thứ bảy thì nhiệt độ thấy có tăng nhẹ, trên được 70 độ, trời nó ấm áp một tí. Và nhưng mà qua đó bắt đầu tuần sau, quý vị thấy là thứ hai đó, lại mưa dầm dề trở lại. Ngày thứ hai mưa lớn lắm, mưa lên đến 70% lận, cho nên là tuần tới quý vị đi đâu cầm theo cây dù. Cuối tuần này là đổi giờ, thưa quý vị, mất thêm một giờ. Vì thế chúng ta phải sửa giờ lại, ngược lại từ hôm thứ bảy. Và vì thế cái tiến trình hiện nay, liệu rằng trong tương lai chúng ta sẽ giữ cái việc đổi giờ hay là sẽ bỏ luôn hả Thảo Yên? Vâng, thưa quý vị, có rất nhiều quý vị hỏi là sao nghe nói là lần này là lần cuối đổi giờ. Thật sự ra nó không phải như vậy thưa quý vị. Đó là vào hồi tháng 3 đó, cái ông thượng nghị sĩ Marco Rubio của Florida, ông đã trình ra một cái dự luật, nó gọi là Sunshine Protection Act, thì được Thượng viện đã thông qua rồi. Nhưng mà cái dự luật này đó, nếu mà muốn thực sự trở thành cái luật của liên bang thì phải được Hạ viện thông qua, rồi sau đó được chuyển lên bàn của Tổng thống Joe Biden nữa. Thì cái chuyện này nó rất là dông dài. Đó là bây giờ đó, quý vị cũng biết là thực sự lúc ban đầu khi mà Hoa Kỳ mà thực hiện cái việc đổi giờ này đó là vào năm 1918, đó là thời Thế chiến thứ nhất, là muốn tiết kiệm năng lượng rồi dầu hỏa vân vân, người dân đi ngủ sớm thì tiết kiệm điện. Nhưng mà bây giờ đó cái mục đích nó lại không còn như vậy nữa, là bởi vì ngày càng có nhiều những cái cuộc nghiên cứu của giới khoa học mà phía ông thượng nghị sĩ Rubio đó, thì những cái tiểu bang nào mà bây giờ họ muốn ngừng cái việc đổi giờ thì họ tin vào những cái cuộc nghiên cứu đó, là thứ nhất, bây giờ không còn là tiết kiệm năng lượng nữa, mà họ nói là có rất nhiều những cái cuộc nghiên cứu cho thấy là những cái tiểu bang lạnh đó, là mặc dù người dân họ tắt đèn đi ngủ sớm nhưng mà họ lại tiêu tốn nhiều tiền hơn. Chẳng hạn như Indiana, cả tiểu bang này mỗi khi mà đổi giờ như vậy đó, tiêu tốn thêm extra 9 triệu một năm để mà dùng máy sưởi máy hít, thì cái nguyên mục đích ban đầu nó không còn như vậy nữa. Và thứ hai, đó là liên quan đến cái vấn đề an toàn giao thông và sức khỏe của con người. Thì đầu tiên đó thưa quý vị, họ nói rằng khi mà vặn giờ ngược lên như vậy đó, thì thứ nhất, cái chuyện mà đụng xe ở ngoài đường đó nó gia tăng, đặc biệt là khoảng một tuần sau, ngay sau khi mà đổi giờ, cái việc mà mọi người phải đi làm sớm hơn đó. Thứ nhất là người ta chưa quen với cái việc này, cơ thể còn ngái ngủ, và thứ hai nữa là ở ngoài đường đó còn tối, cho nên là cái việc đụng xe, và đặc biệt là có những cái dữ liệu như vậy để mà so sánh một tuần sau khi mà cái việc đổi giờ xảy ra đó, những cái chết mà người qua đường bị đụng xe tăng cao, thì sau đó khi mà cơ thể của mọi người nó quay trở lại, nó bắt kịp với cái nhịp sống đó, thì những cái vụ này nó tuột xuống. Nhưng mà thật sự một tuần ngay sau đó tất cả ở các tiểu bang luôn, rồi xe đụng xe nhiều hơn. Và thứ hai nữa, đó là họ nói là trung bình mỗi khi mà bị
thêm lên một giờ đồng hồ đó, thì mỗi một người, cái này họ nói trung bình thôi, bị thiếu ngủ mất khoảng chừng 19 phút, có người hơn như vậy nữa. Thì cái việc mà nó thiếu ngủ khiến cho cơ thể của người ta không có làm việc được, đặc biệt là những người mà làm ở ngành y đó, thì họ phát hiện là khoảng mấy ngày sau khi mà đổi giờ như vậy, những cái họ gọi là cái medical errors ở những cái sở làm bệnh viện này nọ đó, nó tăng cao. Và thứ hai nữa là một số người vì thiếu ngủ thì họ nghĩ là họ ăn đường, ăn chất ngọt này nọ vào cho nó tỉnh, cho cơ thể có energy, thì nó dẫn đến những cái tác hại lâu dài là sau này những cái người này, cái nguy cơ bị bệnh béo phì, bị tiểu đường cũng tăng cao. Và thứ ba nữa đó là chưa kể vào năm 1974 thưa quý vị, Hoa Kỳ đã từng thử cái việc mà ngừng đổi giờ tất cả các tiểu bang. Tuy nhiên vào năm đó đó, ở Florida xảy ra một cái vụ tai nạn khiến 8 trẻ em tiểu học bị đụng chết vì cái người tài xế đó do thiếu ngủ, cho nên ngay lập tức cái việc đó một năm sau đã ngừng lại. Cho nên cái chuyện mà đổi giờ này đó, nó chính các nhà lập pháp họ cũng bị chia ra nhiều phe. Và cái lý do mà tại sao cái Sunshine Protection Act của ông Rubio hiện nay đang bị trì trệ ở dưới Hạ viện, là ở dưới Hạ viện đó thì đa số họ lại tin vào cái những cái cuộc nghiên cứu ngược lại, đó là đổi giờ thì giảm thiểu những cái vụ đụng xe, chẳng hạn như là khi mà thêm một giờ ra đó thưa quý vị, đường phố sáng sủa hơn thì người ta lái xe cũng còn thấy đường cẩn thận hơn, những cái chết bị đụng giảm đi. Cái đó là sự thật, có những cái dữ liệu nó support cho cái chuyện này. Và thứ hai nữa đó là họ những cái người này họ nói là cái việc mà đổi giờ đó thì cái cơ thể, cái hormone nó sinh ra chưa có khớp kịp với là cái việc đổi giờ thì khiến cho con người ta không có phân sinh hoàn toàn đầy đủ được, cho nên là cần thiết có cái việc đổi giờ. Thì chính vì vậy mà hiện nay cái đạo luật này vẫn còn đang nằm lại ở Hạ viện, chưa có được bỏ phiếu. Cho nên là thật sự nếu như mà bỏ phiếu đó thì vào tháng 11 năm tới chúng ta mới ngừng cái việc đổi giờ, nhưng bây giờ chưa nghe nói Hạ viện có thông qua hay không. Chỉ có hy vọng là Hạ viện rơi vào tay đảng Cộng hòa lần này thì chắc chắn ông Marco Rubio, thượng nghị sĩ của tiểu bang Florida, sẽ đệ trình thuyết phục các dân biểu ở Hạ viện, với điều kiện là ngày 8 tháng 11 là Hạ viện nằm trong tay đảng Cộng hòa thì điều đó nó dễ dàng hơn. Lẽ đương nhiên thì ông Biden cũng thuận theo cái ông từng là thượng nghị sĩ mà, cho nên cũng thuận theo, nhưng mà bởi vì ông vẫn chờ Hạ viện thì trì trệ. Sáng ngày hôm nay trên đài NPR, các cố vấn từ tâm lý đến chuyên gia về dinh dưỡng, họ nói đổi hay không đổi đó, cơ thể con người cũng có những cái sự thay đổi tốt và không tốt như thế. Cho nên cuối cùng thì bà nói thôi, để cho cơ thể của chúng ta đừng phải một năm cứ hai lần, không phải một lần thưa quý vị, hai lần, bắt đầu và end, kết thúc vào tháng 11, bắt đầu vào tháng 3, kết thúc vào tháng 11. Thì họ nói thôi, đừng có để cho nhức đầu về cái chuyện đổi giờ. Thực ra trên nước Mỹ hiện nay vẫn có cả chục tiểu bang họ có những cái luật định riêng không đổi giờ luôn, bởi vì họ cũng rất là mệt mỏi với cái chuyện đổi giờ này. Chúng tôi cũng không thích đổi giờ, nó phiền thưa quý vị. Nhất là thứ hai á, 4 giờ chiều thứ hai, tôi bảo đảm 100%. Thứ hai thời tiết nó lại mưa nữa, khủng khiếp. Cho nên đổi thường, chúng tôi đổi vào, họ đề nghị là đổi ngày Chủ nhật nó dễ, để sáng thứ hai đi làm. Nhưng mà thứ bảy đổi cũng không sao, một tiếng đồng hồ. Trong khi đó, tình hình tài chính diễn biến ra sao ngày hôm qua? Thị trường rớt 500 điểm. Như chúng tôi đã thưa là ngày hôm qua thứ tư là ông Jerome Powell sẽ cho biết cắt phân lời, tăng phân lời là bao nhiêu. Và kết quả mọi người hy vọng là chỉ tăng nửa chấm thôi, nhưng mà cuối cùng thì lý do lạm phát vẫn còn cao quá, trên 8%. Ông tưởng là đã cắt giảm 3 lần rồi, vậy mà vẫn không làm giảm lạm phát, thì điều đó có nghĩa là phải tiếp tục tăng lãi suất thêm nữa, mà không có nghĩa chưa kết thúc quý vị. Cho nên hiện nay đó, bên phía ông Jerome Powell không cho biết, ông chỉ nói là chỉ đến khi nào lạm phát giảm thực sự, ông thấy có những cái chuyện giảm mang ý nghĩa thực sự
là sẽ làm giảm cái mối quan tâm của người tiêu thụ và nền kinh tế Hoa Kỳ. Lúc đó Quỹ Dự trữ Liên bang mới nghĩ là cắt giảm hoặc là tăng lãi suất nhẹ hơn. Tăng lãi suất nhẹ hơn tức là dưới 0.75%. Ngày hôm qua ông tăng 0.75%. Thị trường tài chính như thế nào? Và bây giờ có một nguồn đầu tư để dành tiền nó rất là hấp dẫn. Mời quý vị theo dõi ngay sau phần quảng cáo. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi... Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714-487-7889. Nature Medic Fukudan, độc quyền kết hợp với AHCC, góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. TNT Cabot Tile Cabinet, chuyên cung cấp vật liệu xây dựng nội thất với giá cả thấp nhất, chất lượng nhất, 714-894-1177. Sài Gòn Bosa sang tên xe 35 Mỹ Kim, sticker lấy liền 20 Mỹ Kim, 714-622-4298. Paid for by Deidre Thu Hà Nguyễn for Assembly 2022. Trở lại với thời sự thế giới, ngày hôm qua, Quỹ Dự trữ Liên bang tăng phân lời thêm 0.75%, tức là tăng lần thứ tư, 4 lần rồi. Và đó là lý do từ 0% hôm nay là 4%. 4% phân lời căn bản. Trong khi đó thì địa ốc và phân lời ở ngân hàng cũng tăng luôn, thưa quý vị. Hôm nay các nhà chuyên gia về đầu tư họ nói một trong những nguồn để dành tiền lại rất là tốt. Quý vị nhìn thấy đây là những ngân hàng Capital One, Bass Bank, One Bank, BMO v.v. Với phân lời có ngân hàng Bass Bank lên tới 3.6% APY, tức là adjustable. Hễ mà Quỹ Dự trữ Liên bang và họ nói rằng cái phân lời 3-3.6%. Và các chuyên gia nói từ nay cho đến đầu sang năm và 1-2 năm nữa đó, phân lời cũng lên rất cao và thậm chí sẽ vượt quá 4%. Lý do là Quỹ Dự trữ Liên bang sẽ còn tiếp tục tăng phân lời. Vấn đề chính là chúng ta chờ đợi xem mùa Thanksgiving, Giáng sinh năm nay, người Mỹ tiếp tục mua sắm hay không? Và thưa quý khán thính giả, chúng tôi thấy đó, xem ra nó khó lòng mà giảm lạm phát lắm. Cho nên Đảng Cộng Hòa có chiếm được Hạ viện hay Quốc hội đi chăng nữa cũng khó lòng, bởi vì ông Biden ông vẫn còn ngồi trong tòa Bạch Ốc cho đến khi nào có một người khác thay thế và toàn bộ tòa Bạch Ốc thuộc về Đảng Cộng Hòa. Thượng viện, Hạ viện và Tòa Bạch Ốc lúc đó, những cái dự luật để ngăn cản Đảng Dân Chủ bỏ phiếu đó thì mới thành đạt. Có nghĩa là những dự luật tìm cách giảm lạm phát. Chứ còn bây giờ thì Đảng Dân Chủ vẫn còn ở trong Tòa Bạch Ốc. Mình giả dụ là đến mùa bầu cử sắp tới mấy ngày nữa thôi, cả Đảng Cộng Hòa nắm Thượng viện và Hạ viện, họ có muốn thay đổi những cái dự luật ông Biden không ký, ông veto thì cũng thế thôi. Cho nên mỗi 2 năm một lần chúng ta thấy khi mà thay ngôi đổi chủ ở Quốc hội đó, cái tình trạng của ông Tổng thống còn lại đó cũng không làm gì được hết. Tương tự như thời ông Trump, Obama hoặc là ông đến bây giờ thì có thể sẽ thành ông Biden. Ông ngồi đó, tại vì những nỗ lực ông muốn thay đổi nữa. Cho nên thường đó, 2 năm đầu tiên khi một ông Tổng thống vào mà ông có được Quốc hội đó là ông làm bằng mọi giá. Bất kể là cái sự chống đối của Đảng Cộng Hòa bao nhiêu nữa, Đảng Dân Chủ tìm cách thông qua và ông thành công, ông Biden thành công trong cái nỗ lực thông qua nhiều luật. Và tương tự như thời ông Trump, khi ông vào là ông bác bỏ tất cả những cái nỗ lực của Đảng Dân Chủ để giảm thuế rồi thông qua rất nhiều các dự luật khác. Còn nếu mà không thông qua được thì chỉ còn có đưa ra sắc lệnh. Sắc lệnh của ông Biden nó chỉ có giới hạn trong vòng 2 năm. Nếu mà ông còn tiếp tục làm Tổng thống thì sẽ kéo thêm 4 năm nữa, tức là 6 năm. Thì bây giờ nếu có được thay đổi gì chăng nữa thì phải còn tùy thuộc vào cái việc người Mỹ, tức là quý vị chúng tôi, có còn tiếp tục tiêu thụ hay không.
Nhưng mà xem ra chúng ta thấy đó, công ăn việc làm vẫn còn nhiều và thậm chí thừa mỡ nữa. Trong quá khứ thời Obama, khi mà thị trường địa ốc nó thê thảm á, là công ăn việc làm cũng thất thoát. Bởi vì hàng loạt các công ty họ sa thải nhân viên, công ty phá sản vì vấn đề địa ốc, vì vấn đề phân lời quá thấp đi, cho nên gây ảnh hưởng đến công ăn việc làm. Bây giờ tình hình nó rất là khó khăn. Lạm phát cao, phân lời cao mà công ăn việc làm lại dư thừa. Người Mỹ vẫn còn tiền. Chẳng hạn như là ngày hôm qua chúng tôi nghe tin là Taylor Swift, ca sĩ hiện nay số 1 của nước Mỹ đó, cô vừa tuyên bố là chuẩn bị đi lưu diễn. Thì quý vị có thể tưởng tượng những người trẻ mà mê Taylor Swift á, quý vị vé mấy trăm Mỹ Kim một vé là hoảng soàn á, có những vé mấy ngàn đô la luôn. Họ vào trong Ticketmaster, họ mua sạch hết và phá sập cả cái trang mạng Ticketmaster luôn. Và khi mà chúng tôi hỏi đến, có nhiều người đó họ cũng sẵn lòng đi mua sắm vào cái thời điểm. Chẳng hạn như là ở các quốc gia khác như là Nam Hàn nó khó khăn như vậy, mà khi mà mở cửa ra cho đi chơi lễ hội Halloween, cả trăm ngàn người ra và họ mua sắm những cái trang phục mấy trăm đô la, có những trang phục cả ngàn đô la một trang phục để đi Halloween. Cho nên nhìn vào tương lai chúng tôi thấy khó lòng lắm để làm giảm lạm phát, một khi người tiêu thụ Mỹ vẫn rủng rỉnh tiền. Họ ta thán, đó là những người nghèo, họ đi đổ xăng, họ đi chợ thì họ ta thán, nhưng mà khi mà xài họ vẫn tiếp tục xài. Và thậm chí ngày hôm nay tin tức từ các nhà hàng đó, họ báo cho biết thưa quý vị, nhà hàng sang trọng bây giờ nổi lên quá trời luôn. Bây giờ họ không làm những cái nhà hàng bình thường nữa, họ làm nhà hàng sang, bởi vì họ biết làm nhà hàng sang ăn một lần mấy trăm đô la vẫn có người vào, và từ LA cho tới New York bây giờ các chuỗi nhà hàng sang trọng họ bắt đầu mọc lên. Thì qua những cái tin tức này để cho thấy rằng cái nguồn đầu tư bây giờ người ta sẽ bỏ vào trong quỹ đầu tư saving account, một cái chuyện mà không bao giờ chúng ta nghe nói mấy năm trước đây từ thời ông Obama luôn nữa, 0% hoặc là 0.1% tiền tiết kiệm. Bây giờ quỹ tiết kiệm là 3.6%, ngang bằng với tiền lời cổ tức của các công ty nữa thưa quý vị. Và thị trường ngày hôm nay tiếp tục rớt, bởi vì họ thấy trong tương lai chưa có gì sáng sủa. Dow Jones xuống thêm 115 nữa, còn có 32.000 thôi. Hôm qua rớt 500, hôm trước nữa rớt thêm mấy trăm nữa. Nasdaq thê thảm. Nasdaq hiện nay rớt 112 điểm, còn có 10.412. S&P 500 rớt 27 điểm. Còn trái phiếu 10 năm hôm nay tiếp tục nhích lên nữa, 4.13%. Tiền lời mua nhà sẽ vượt quá 8%, quý vị để ý đi. Khủng khiếp luôn. Phân lời 2 năm là 4.689, gần 4.7% phân lời 2 năm rồi. Bây giờ quý vị bỏ vào công trái phiếu 2 năm lời nhiều hơn, saving account. Dầu xuống 1.39, 88.61, nhưng mà vàng thê thảm. Bởi vì phân lời cao, người ta bỏ tiền vô saving account, cho nên vàng xuống 20 đô, 1.630 đồng 20 sen. Và thưa quý vị, David DePap, kẻ mà tấn công ông chồng của bà Nancy Pelosi đó, lại có thêm tin tức cập nhật đến từ Bộ Department of Homeland Security, Bộ Nội an. Vâng thưa quý vị, thì Bộ Nội an ngày hôm qua đó đã chính thức cho biết là DePap mang quốc tịch Canada và đã trốn ở lại Hoa Kỳ một cách bất hợp pháp thưa quý vị. Cho nên là Bộ Nội an đã chính thức chuyển hồ sơ của DePap cho cơ quan ICE, và ICE đã chính thức cho biết là sau khi mà cái phiên tòa xét xử DePap xong xuôi hết rồi, thay vì công dân Hoa Kỳ đó thí dụ phạm tội thì tòa tuyên án là 5-10 năm, là sau đó đi ra khỏi tòa là chuyển sang nhà tù. Nhưng mà đây, bởi vì đây là người di dân ở lầu, cho nên là một khi mà anh ta bước ra khỏi cái courtroom đó là ICE vào cái thời gian đó sẽ chờ sẵn và đem về ở detention center và sẽ trục xuất ngay lập tức. Dạ vâng. Không bị ở tù. Thì cái vấn đề ở đây Bộ Nội an cho biết là theo như hồ sơ mà họ có đó, DePap đã vào Hoa Kỳ vào hồi tháng 3 năm nay bằng cái cửa cái Port San Isidro ở ngay tại San Diego đó thưa quý vị.
bởi vì anh ta là công dân Canada, mà luật di trú công dân Canada khi mà vào Hoa Kỳ, nếu như mà khi đến cái cảng mà nói là đi du lịch hay là đi công việc đó thì không cần phải xin visa. Tuy nhiên chỉ được ở có 6 tháng thôi, thì nghĩa là tháng 9 vừa rồi đó là the pháp đáng lý ra là giấy tờ đã hết hạn, phải đi ra khỏi Hoa Kỳ, nhưng mà anh ta đã trốn ở lại và cuối cùng thực hiện cái vụ tấn công ông Paul. Cho nên bây giờ đó anh ta là di dân bất hợp pháp, và sau khi mà bị ra tòa không có ở tù ở Hoa Kỳ, bị trục xuất thôi quý vị. Chúng tôi đã trở lại ngay sau phần quảng cáo. Mời quý vị tiếp tục theo dõi các bản tin đáng chú ý trong ngày. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi... Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ, 714-897-6100 và 714-487-7889. Nature Medic Fukudan, độc quyền kết hợp với AHCC, góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. TNT Cabot Thai Cabinet, chuyên cung cấp vật liệu xây dựng nội thất với giá cả thấp nhất, chất lượng nhất, 714-894-1177. Sài Gòn Bosa sang tên xe 35 Mỹ Kim, sticker lấy liền 20 Mỹ Kim, 714-622-4298. Paid for by Deidre Thu Hà Nguyễn for Assembly 2022. Và vẫn tin liên quan đến bản tin thằng Nãy Thảo Yên đưa qua tới tên Depap về cái vụ mà ngày hôm nay thì Bộ Nội an mới xác nhận là thưa quý vị, hắn đi vào Mexico chơi, rồi có cái temporary visa tạm thời du lịch của Canada đó, thì hắn mới đi vào theo cái hướng Tijuana, San Isidro, đi vào ngã của San Diego, đi vào California và ở đó 14 năm trời cho tới giờ này luôn, 14 năm. Và không biết làm sao trong thời gian qua hắn sống bằng cái gì. Thì trong cái bản tin này họ nói như thế này, và đôi khi mình bị mơ hồ và cảm thấy ủa sao kìm mới chưa xử rồi chưa gì hết mà đòi trục xuất về Canada, chẳng lẽ một kẻ mà vào Mỹ phạm tội mà rồi không có xử án tù. Thì thực tế đó thưa quý vị, đây là cái bản tin từ Bộ Nội an nói đó, là trên nguyên tắc thì cơ quan ICE, cơ quan thực thi luật di trú, họ sẽ lấy lại cái quyền giam giữ của bên phía tòa hoặc là bộ tư pháp của tiểu bang trong này có California. Nhưng mà chưa hết thưa quý vị, cái tin này nó rất là rắc rối đó, là cái tên Depap này hiện nay đang đương đầu với hai tội, bởi vì liên can tới bà chủ tịch Hạ viện, cho nên nó liên can tới tội hình sự liên bang và tiểu bang. Vì thế sẽ phải giải quyết hai cái vụ án. Thứ nhất đó là ở tù tiểu bang, rồi ở tù liên bang. Và sau đó, sau khi ở tù xong rồi đó, hết trong vòng giam giữ của tiểu bang hay là liên bang rồi đó, thì cơ quan thực thi luật di trú ICE mới bắt tên này, đưa vào trung tâm, rồi lúc đó mới tiến hành trục xuất. Cho nên ngay bây giờ thì họ nói bởi vì cái tình trạng di trú bất hợp pháp của tên này, cho nên theo luật của Mỹ là như thế. Mà chúng ta cũng thấy có những kẻ mà nó phạm tội giết người mà đến từ Mexico và là di dân bất hợp pháp đó, bị xử án ở tại Hoa Kỳ này. Xử án xong rồi đó, ra khỏi nhà tù rồi đó, lúc đó mới bị trục xuất về lại Mexico hoặc là các quốc gia Nam Mỹ. Thì đó là tình trạng của Depap, còn dài lắm, còn lâu lắm, bởi vì hôm nay hắn không nhận tội và phe công tố của California, và rồi thì Bộ Tư pháp cũng sẽ nhúng tay vào trong cái việc đưa ra thêm các tình tiết. Họ có đầy đủ bằng chứng và video hình ảnh nữa. Vấn đề hiện nay đó là Depap phải thương lượng để rồi cái án sẽ lên rất là cao thưa quý vị. Quay sang bản tin thế giới, tình hình Ukraine ngày hôm nay như thế nào? Sáng ngày hôm nay giống như một tối hậu thư vậy đó. Ông Zelensky cũng như giới chức quân đội cao cấp của Ukraine nói với binh sĩ Nga rằng, một là các anh rút lui
Còn nếu không các anh ở lại là các anh chết hết. Thì chúng tôi đang nói đến khu vực Kherson hiện nay. Trong mấy ngày nay đó thì lực lượng Nga đang dồn nỗ lực đưa thêm quân tới từ những cái vùng khác. Từ đây là 4 vùng chiến thuật: Luhansk, Donetsk, Zaporizhia và Kherson. Thì Nga cố gắng cái cầu bắc qua từ Crimea, từ Nga vào Crimea coi như bị đánh sập rồi thưa quý vị ở dưới này. Thì nỗ lực để đưa lương thực tiếp vận cho binh sĩ Kherson, cho Nga đó, đang gặp khó khăn. Và bây giờ đó, lực lượng Ukraine hôm nay họ cho biết đó, họ đã siết vòng vây rồi. Thì họ đưa ra giống như là một hình thức tối hậu thư. Một là quân Nga rời khỏi Kherson, nếu ở lại, họ sẽ giết hết. Thì cái vấn đề lớn hiện nay là rõ ràng chúng ta thấy Putin nhất quyết. Bởi vì Putin và quân đội Nga cũng đã đưa ra những cái chỉ thị cho một lực lượng hậu cần phía sau đi tới chiến trường. Nếu thấy tên lính Nga nào mà bỏ chạy hay là đào ngũ á, bắn bỏ. Thì đó là những cái lệnh đã được đưa ra. Cho nên người lính Nga bây giờ họ đang lâm vào cái tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Đánh thì chết, mà không đánh thì cũng bị chết. Cho nên bây giờ đó, bên phía Putin nghĩ rằng hy sinh cái kiểu đó đó là lính Nga sẽ trước sau thì cũng chết thôi, thà là đánh đi, nếu mà thắng được thì còn có thể có mạng sống. Chứ bây giờ quay trở lại cũng bị bắn. Thì đây là cái vấn đề lớn hiện nay. Thì bây giờ cả hai bên đều chơi chiến tranh tâm lý, và nhất là bên Ukraine chơi cuộc chiến tranh tâm lý để khuyến khích, và họ đưa ra các số hotline, các đường dây để phía quân Nga có thể gọi điện thoại hoặc là có những cái dấu hiệu đặc biệt, mật mã đặc biệt để liên lạc với phía Ukraine để đầu hàng và họ bảo vệ cái tính mạng của những người lính Nga này. Vấn đề chính đó, làm sao rời khỏi đơn vị của mình, làm sao để cho đồng ngũ của mình cùng đi theo mình, chứ không thôi họ hô hoán lên là sẽ bị bắn chết hoặc là bị bắt, mà trong trường hợp này đó bắt làm tù binh về phía Nga thì cũng hơi vô lý, cho nên ra phần là họ sẽ tìm cách bắn bỏ nếu bất cứ lính Nga nào tìm cách rời bỏ chiến trường. Và quay về phần tin Hoa Kỳ thì thưa quý vị, mới đây công ty Amtrak đã bị hai dân biểu của đảng Cộng Hòa ở tại Hạ viện đó, hai ông này làm việc cho Bộ Giao thông, yêu cầu giải thích về cái việc đó là cái bản báo cáo tiền lương thưởng cuối năm 2021 của Amtrak đã bị phanh phui, là 10 lãnh đạo cấp cao của Amtrak nhận bonus cả mấy trăm ngàn một người, trong khi Amtrak nhiều năm liên tục làm ăn bị lỗ lã thưa quý vị. Đây là một cái vấn đề nó rất là lớn, bởi vì Amtrak họ nhận federal subsidies, nghĩa là ngân sách từ chính phủ, mà đây là tiền thuế của người dân. Và cái chuyện này nó như thế nào thì theo như report Bộ Giao thông nhận được đó, là Amtrak báo lại cái này là chỉ 2 năm gần nhất thôi, năm 2020 lỗ 789 triệu, năm 2021 lỗ 1 tỷ 3 thưa quý vị. Thì Amtrak đó không phải là cơ quan của chính phủ mà là một công ty tư nhân for profit, nhưng mà họ được nhận federal subsidies thưa quý vị, đó là cái thời thập niên 50-60 rồi, là lúc nào cũng sẽ được chính phủ cung cấp ngân sách. Và đặc biệt cái dàn lãnh đạo của Amtrak đó thì họ nhận một cái mức lương base mấy trăm ngàn một năm, giống như những cái đại công ty như là eBay hay là Amazon. Thì thật sự ra tính ra tiền lương đó cũng không có nhiều lắm, nhưng mà họ làm việc theo cái dạng mà họ gọi là incentive plans, nghĩa là nếu như năm đó, nguyên một năm đó mà lãnh đạo tốt đem về có lời thì sẽ được chia tiền bonus lên đến mấy chục triệu. Đó là cái cách mà eBay với Amazon này nọ họ làm, những cái công ty tư nhân. Tuy nhiên như quý vị thấy đó, Amtrak thật sự ra nếu mà tính trong suốt 30 năm gần nhất đó là họ đã nhận 25 tỷ của chính phủ, là bởi vì năm nào cũng lỗ hết chứ không hề có tiền lời. Thì quay ngược trở lại cái vấn đề ở đây, đó là tờ New York Times họ mỗi năm họ luôn làm cái report về cái mức lương thưởng, chứ cái lương mà salary đó họ không có nói.
cái lương thưởng của cái dàn lãnh đạo, thì họ thấy là số liệu như thế này, năm 2015, năm 2020 đó, cái dàn lãnh đạo này không nhận được một đồng bonus nào hết. Năm 2020 là dịch, đóng cửa vân vân, không ai đi thì không được bonus là đúng, chính xác. Rồi sau đó năm 2016, 17 và 18, những người này nhận được bonus trung bình là khoảng 75.000 cho đến 90.000 maximum thôi. Vậy tại sao năm 2021 cái con số mức lương thưởng nó tăng lên mấy trăm ngàn, có người nhận được cả 600.000 tiền bonus? Và chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục phần tin tức này. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi... Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam, 714-985-9999 và 714-657-7866. Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ, 714-897-6100 và 714-487-7889. Nature Medic Fukudan, độc quyền kết hợp với AHCC, góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. TNT Cabot Thai Cabinet, chuyên cung cấp vật liệu xây dựng nội thất với giá cả thấp nhất, chất lượng nhất, 714-894-1177. Sài Gòn Bosa sang tên xe 35 Mỹ Kim, sticker lấy liền 20 Mỹ Kim, 714-622-4298. Paid for by Deidre Thu Hà Nguyễn for Assembly 2022. Thưa quý vị, lúc nãy trước phần quảng cáo thì chúng tôi đang tường trình đến cái việc đó là phía Bộ Giao thông đó, hiện nay họ đang đặt cái câu hỏi là tại sao 10 lãnh đạo cấp cao ở trong cái công ty Amtrak lại nhận về một cái mức lương trung bình là 200.000, có người nhận tiền lương một năm đó là có khoảng 200-300 ngàn thôi, nhưng mà nhận thêm 300-mấy chục ngàn nữa là tổng cộng 600-700 ngàn tiền thưởng vào năm 2021, trong khi mà report của năm 2021 gửi về Bộ Giao thông đó lỗ sặc máu thôi quý vị, 1.3 tỷ lận. Thì bây giờ đó, cái như chúng tôi thưa là cái tờ New York Times đó, mỗi một năm họ đều lấy cái số liệu về cái mức lương thưởng họ công bố để cho người dân thấy được là tiền thuế của mình từ Bộ Giao thông Chính phủ đưa xuống cung cấp cho cái công ty này đó, nó đi về đâu. Thì có một cái điểm khác biệt như quý vị thấy là năm 2016, 2017, 2018 đó, những người này nhận cái mức lương thưởng rất là ít, chỉ có mấy chục ngàn thôi, cái người nhận được nhiều nhất là cả 100 ngàn. Và năm 2021 lại nhận tăng đến 70% cái mức lương bình thường một năm. Thì cái điểm khác biệt ở đâu? Đó là năm 2021, quý vị cũng biết là ông Biden lên làm tổng thống, và đặc biệt là ông đã cố gắng thông qua cái đạo luật về hạ tầng cơ sở cung cấp ngân sách. Thì ngân sách của ông đổ về cho cái công ty này đây, thì công ty này nhận được, cái đám lãnh đạo này nhận cái mức lương như vậy là không có cái việc là không phải là cái điều mà khó hiểu. Tuy nhiên, người dân cần có cái quyền được biết đó là chính phủ mặc dù có ý tốt muốn cải thiện hạ tầng cơ sở, nhưng mà cũng phải xem là cái tiền thuế của người dân đó đi về đâu và được chi ra có phải hợp lý hay không. Đặc biệt cái công ty Amtrak này đó, trong suốt 30 năm qua lỗ 25 tỷ, coi như là trung bình lỗ cứ cách mỗi năm là lỗ mà chính phủ cứ phải trả tiền để mà nuôi cái đám lãnh đạo này. Trong khi đó, liên quan đến chuyện bầu cử trên trang mạng 538.com, trang mạng này chuyên môn nghiên cứu về thăm dò cử tri của hai đảng và kể cả độc lập nữa, thì đây là công bố mới nhất đưa ra ngày hôm nay. Đảng Cộng Hòa có khả năng chiếm luôn Thượng viện. Họ nói cái chuyện mà chiếm Hạ viện là bây giờ xem như gần như chắc chắn rồi. Còn vấn đề Thượng viện thì trước đó, cách đây một vài tháng thì chúng ta nghe nói dù sao thì Đảng Dân Chủ cũng sẽ giữ được Thượng viện. Bởi vì nhìn qua các cuộc thăm dò, họ chỉ chú ý đến ba tiểu bang lớn nhất hiện nay liên quan đến cái ghế tranh cử Thượng viện đó là Pennsylvania, Georgia và Arizona, thưa quý vị. Arizona, ông Kelly, tức là cựu phi hành gia đó, rồi Fetterman ở Pennsylvania và Warnock, thượng nghị sĩ đương nhiệm của đảng Dân Chủ, đụng độ với
cái tay mà dính líu đến cái vụ phá thai người phụ nữ đó. Nhưng mà Đảng Cộng Hòa hiện nay đó, họ nói đây là một cái làn sóng đỏ. Cho nên họ bất kể cái chuyện trong quá khứ, họ nói rằng chủ trương của họ vẫn làm sao lấy được Hạ viện và Thượng viện. Vì thế cái chuyện mà nói láo hay là trong quá khứ cái chuyện đó chuyện nhỏ. Vấn đề chính hiện nay là 538, cuộc thăm dò trong năm 2020 cũng chính xác. Thì bây giờ họ nghĩ rằng đây chỉ là một trong nhiều cuộc thăm dò được ghi nhận. Và trong các cuộc thăm dò chúng ta thấy cái khả năng mà Đảng Cộng Hòa chiếm Thượng viện đó, thưa quý vị. Riêng với 538 hôm nay họ nói 54 trên 100 mà Đảng Dân Chủ mất luôn. Như vậy đó, Đảng Dân Chủ phải mất luôn Pennsylvania, là mất luôn Georgia, là mất luôn Arizona, là ba tiểu bang quan trọng hiện nay mà đổ dồn. Và đó cũng là lý do mà trong mấy ngày qua chúng ta thấy là ông cựu Tổng thống Obama dồn nỗ lực, ông Biden đi khắp nơi hết tất cả để dồn nỗ lực ủng hộ. Chưa bao giờ có một cái cuộc vận động mạnh mẽ như thế của Đảng Dân Chủ, bởi vì họ đã nhìn thấy cái sự thất bại khá nặng khi mà mặc dù người ta nói là cứ 2 năm khi mà ông Tổng thống và một cái đảng chính mà nắm quyền á, thì dễ thay đổi lắm. Trong quá khứ Đảng Cộng Hòa cũng bị như vậy, thời ông Trump v.v. Thời ông Obama cũng bị luôn. Cứ 2 năm họ thay đổi. Và mặc dù vậy đó, mặc dù chiếm đa số, nhưng mà ngược lại thì một cuộc thăm dò khác thì họ lại thấy đó, đa số người Mỹ, cử tri Mỹ hiện nay vừa Dân Chủ và Cộng Hòa đều không hài lòng với đảng của chính họ hiện nay. Và đều nói đảng đương nhiệm, hoặc là nếu mà Đảng Cộng Hòa có lên á, theo cuộc thăm dò của Gallup á, thì họ cũng không hài lòng. Thì đây là cái chi tiết. 61% theo Viện Nghiên cứu Pew đưa ra, 61% không hài lòng với Đảng Cộng Hòa, 57% không hài lòng với Đảng Dân Chủ. Thì cái khoảng cách sai biệt giữa hai bên này nó bằng nhau luôn, thưa quý vị. Nếu mà nói đến sai biệt 3-4%. Và thưa quý vị, vào hôm thứ Tư đó, Tòa Bạch Ốc đã phải xóa bỏ một cái bài post do chính Tòa Bạch Ốc đăng lên Twitter sau khi mà bị người sử dụng đó, họ sử dụng cái tính năng bổ sung, nghĩa là giải thích thêm, dễ hiểu là giống như đăng nhưng mà không đúng sự thật, bị bóc mẽ là nhận vơ đó thưa quý vị. Thì chính xác là ngày 1 Tây đó, vào lúc 4:45, đây là cái trang Twitter của Tòa Bạch Ốc, bây giờ cái post nó không có còn đâu, quý vị không có thấy được đâu, đăng lên một cái post nội dung là phúc lợi an sinh xã hội cho người cao tuổi đã được gia tăng cái mức lớn nhất trong 10 năm qua nhờ sự lãnh đạo của ông Biden. Tuy nhiên, ngay dưới cái bài post đó, thì quý vị, nếu mà xài Twitter, quý vị cũng biết là nó có một cái function nó gọi là context. Thì context này dễ hiểu là những cái người nào đó họ đọc được mà họ thấy là cần phải giải thích thêm vào những cái thông tin. Tuy nhiên, phải được verify là fact check là đúng và được nhiều người khác họ công nhận. Thì cái phần context đó sẽ nổi lên và dính chùm với cái post của Tòa Bạch Ốc. Thì người dùng họ đã nói là cái chuyện này không liên quan gì đến cái sự lãnh đạo của ông Biden hết, mà nó gia tăng thực chất là xuất phát từ một đạo luật năm 1972 của Quốc hội. Đó là họ tính cái cost of living thưa quý vị. Và mức lạm phát đã tăng cao nhất 40 năm qua, cho nên cái tiền mà người cao tuổi họ nhận được đương nhiên là cao nhất trong vòng 10 năm qua. Thế là bị quê quá, Tòa Bạch Ốc phải xóa bỏ cái post này thưa quý vị. Và đó là các bản tin đáng chú ý mà chiều mời quý vị trở lại với chúng tôi vào trong trang nhà leaderssaigontv.com. 5 giờ trở lại với các bản tin cập nhật trong ngày. Và nếu quý vị vào YouTube xin nhớ nhấn nút subscribe và nút like quý vị nhé. Kính chúc quý vị một ngày làm việc thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai.